Chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video ngày hôm nay để chia sẻ cái cách phân biệt con chim oanh cổ đỏ trống và mái và cách vào cám cho nó. Con chim oanh cổ đỏ nó đã trưởng thành rất là dễ phân biệt nha các bạn. Cái cổ nó đỏ lên rồi. Còn cái con chim mà nó vừa chuyền nó chưa trổ màu. Đó. Cái đó mới là cái khó các bạn. Còn nó trưởng thành rồi thì nó trổ ra cái cổ đỏ rất là dễ. Đây này các bạn, có hai con đây. Đây là con chim oanh cổ đỏ đã trưởng thành. Và cái cổ nó đỏ ra rồi các bạn. Đó. Các bạn cứ nhìn thấy cổ đỏ là con trống. Đó. Đó là con chim trưởng thành, nó rất là dễ nha các bạn. Nó hót rất là hay. Trước hết mời các bạn nghe tiếng hót nó nè. Các bạn, nó hót rất là hay. Nó liu. Đó là con trống hót nha. Và đây là con mái các bạn. Cái con mái và cái con chuyền. Nhìn nó gần giống nhau. Nếu như các bạn chưa xem video này, các bạn nhìn không biết con nào mái, con nào chuyền đâu. Đây con mái này các bạn. Cái cổ nó không đỏ. Nhưng tiếp theo đây mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách nhận biết con chim chuyền nó chưa trổ màu, nó chưa đỏ ra như vậy. Như vậy thì nó rất là dễ rồi, ai cũng biết, đứa trẻ 2 tuổi nó cũng biết cái cổ nó có màu đỏ là trống đó các bạn, rất là dễ. Nhưng chuyền nó lại chưa trổ màu mới độc. Một cái cách vào cám cho nó nha các bạn. Đây mình chia sẻ cái cách vào cám nó luôn. Cái dòng này nó ăn côn trùng các bạn, vào cám nó cũng rất là dễ, nó giống như than lửa thôi. Cứ cái dòng nào mà nó ăn côn trùng là các bạn vào cám rất là dễ. Để mình bỏ sâu và cám vào, lộn xộn vào nó sẽ ăn thôi các bạn. Nhưng mà mình cũng phải làm đúng cách nha. Thứ nhất các bạn phải lựa cái cám hạt nhỏ thôi. Các bạn nhìn này, tại cái miệng nó nhỏ, cái mỏ nó nhỏ, cái dòng nó chim nhỏ thì mình phải lựa hạt cám nhỏ các bạn. Lựa lớn quá nó ăn nó mất cổ rất là đơn giản ha các bạn. Rồi mình bỏ cám vào và đổ sâu vào. Em mình cho ăn sâu gạo đây. Các bạn đổ lộn xộn vào 50-50. Đó, 50 sâu 50 cám, như thế là bỏ vào lồng là ăn thôi các bạn. Cái dòng này vào cám nó hết khoảng chừng 1 tháng nha các bạn. Nó ở trong rừng nó ăn côn trùng nên là nó khoái ăn sâu hơn là ăn cám. Mình phải vào cám mất 1 tháng nó mới biết ăn cám nha các bạn. Nói chung là nó rất là dễ vào cám. Rồi và thực tế này mình sẽ cho các bạn thấy con chim mái và con chim chuyền nó khác nhau ở điểm nào nha các bạn. Như mình vừa nói đó, các bạn, mình sẽ cho các bạn thấy con chim chuyền và con chim mái nó khác nhau ở điểm nào. Như mình vừa chia sẻ, con chim nó đã trưởng thành thì rất là dễ, ai cũng biết. Con trống thì cổ nó đỏ rồi, ai cũng biết. Còn con mái thì cổ nó trắng nè, mình nhìn thấy không? Mái là cổ trắng tinh các bạn. Nhưng làm sao để mình nhận biết con chuyền trống? Các bạn nhìn kỹ con mái ha, nhìn kỹ ở cổ con mái nè, nó cái vệt trắng này nè các bạn. Cái vệt trắng ở dưới cái hầu nữa nè, nó chỉ có một chút xíu thôi. Các bạn nhìn kỹ đó, một chút xíu thôi. Nhưng nếu mà con chuyền trống nó cũng sẽ giống như vậy, nó cũng chưa trổ màu đỏ các bạn, nó chưa trổ màu đỏ nha, cũng giống như vậy. Nhưng mà ở dưới cái cổ họng này, cái vệt trắng này nè, nó có một cái vệt trắng này, nó sẽ rộng hơn, to hơn, dài hơn. Đó các bạn, con mái thì nó ngắn, nó nhỏ xíu. Các bạn nhìn kỹ ha, mình sẽ lấy cái cây mình chỉ cho các bạn thấy nè. Các bạn nhìn kỹ con mái nè, cái vệt trắng ở ngay cái cổ nữa nè các bạn. Chỉ có tới đây thôi, đây, từ đây tới đây thôi. Còn con trống đó, nó sẽ dài xuống tới đây, dưới đây này các bạn. Con trống cái vệt trắng này nó sẽ dài tới dưới đây và nó rộng ra hai bên.
rỗng sang bên này, rỗng sang bên này, rồi nó dài tới dưới đây, còn con má nó chỉ ngắn có khúc vậy thôi, nhưng mà nó cũng trắng như vậy, chứ nó truyền nó chưa trổ là nó chưa có màu đỏ nha các bạn. Đó, nhưng mà nó đỏ rồi thì mình không nói làm gì nữa, à, khỏi chỉ các bạn cũng biết. Nhưng cái khi nó truyền đó, nó có cái bờ trắng trước rất là to, còn con mái thì nó nhỏ xíu, à, trống thì nó to mà nó cũng trắng giống như vậy chứ nó chưa có đỏ nha. Đó, các bạn lưu ý nha, để mình lựa con truyền trống. Đó, mình nhìn nhìn vào cái cổ nó. Đó, như mình đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, lựa chim đó, mình lựa con oanh cổ đỏ thì mình nhìn vào cái cổ nó, à, cái đỏ nhiều là hay. Yes. Đó, cái cổ đỏ nhiều đậm to dài số 1, lựa những con đó nó sẽ hay các bạn. Giống như con này đây, à, các bạn, cái to đậm rõ nét rộng rộng nó chắc chắn sẽ hay. Nó già rừng, nhưng mà già rừng thì nó nhát nha các bạn. Ui, chút xíu sảy nữa rồi. Hên chút xíu sảy, tại cái tiếng con mái này nè các bạn, à, nó kích trống rất là hay. Thì tiếng hót của con trống và con mái nó gần giống nhau nha, con oanh cổ đỏ nè các bạn. À, những gì mình biết mình chia sẻ lại các bạn, bạn nào thấy hữu ích thì cho mình một like, thấy hay nhớ chia sẻ lại cho bạn bè của các bạn ha. Video đến đây là tạm dừng rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Ai có bình luận gì để lại dưới video, mình sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Rồi, xin chào tạm biệt ạ.